bốn đời bán áo bán quần, đến em xin được một lần tắt tay, gói ghém em gửi sếp ngay. Cả giỏ áo tất quần này quần kia, sếp khỏi dậy sớm thức khuya, 1-2 phút đặt đợi về mặc luôn. Nếu ngại mua sắm quần áo, hãy để Coolmate lo cho bạn từ A đến Z. Truy cập ngay vào đường link ở phía dưới phần mô tả để sắm cho mình tủ đồ ưng ý nhất. Nhớ nhập code Tuấn Tiền Tỷ 30 để được giảm 30.000 cho hóa đơn từ 350k trở lên đấy nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Marcel Bigéat, người đã có 9 năm chiến đấu ở Đông Dương, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ lúc xây dựng cứ điểm cho đến khi đầu hàng, đã phải bày tỏ sự kính trọng của mình đối với quân đội nhân dân Việt Nam rằng: "Tôi đã thấy họ khởi sự từ những khẩu súng bất kỳ như súng săn, và sau đó, tháng này qua tháng khác, họ tổ chức thành những nhóm nhỏ, rồi từ các nhóm nhỏ thành trung đội, từ các trung đội lên đại đội, từ đại đội lên tiểu đoàn và lữ đoàn, và cuối cùng là thành các sư đoàn đủ quân. Tôi đã thấy tất cả những điều này, và tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại nhất trên thế giới. Những người lính dẻo dai này, họ có thể đi bộ 50 cây số trong đêm tối bằng sức của một bát cơm trên những đôi giày bata và hát vang trên đường ra trận. Theo quan điểm của tôi, họ đã trở thành những người lính bộ binh ngoại hạng và họ đã đánh bại được quân đội Pháp. Đây là lời nhận xét cho ta thấy được sức mạnh cũng như sự phát triển nhanh chóng của bộ đội ta kể từ ngày thành lập. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà ta có thể phát triển nhanh và mạnh đến như thế? Với xuất phát điểm chỉ có 34 khẩu súng thô sơ, với 34 con người chưa được học qua trường lớp gì về quân đội. Trận đánh đầu tiên của ta diễn ra như thế nào? Ta đã dùng cách nào để đánh? Ngày đó, Bác Hồ đã ra chỉ đạo, chính trị quan trọng hơn quân sự và tuyên truyền quan trọng hơn tác chiến. Chính vì thế mà trận đánh đầu tiên đối với đội cực kỳ quan trọng, buộc chúng ta phải chiến thắng bằng mọi giá. Thắng để lên dây cót tinh thần cho các đội viên và thúc đẩy phong trào cách mạng trong vùng. Thắng để chúng ta còn truyền thông ra nước ngoài để mọi người chú ý hơn đến cuộc chiến chống phát xít của dân tộc Việt Nam. Nếu thất bại thì ảnh hưởng rất tiêu cực về mọi mặt, thế nên tuyệt đối không thể được thất bại. Đề bài là như vậy, thế nhưng thực tế lúc đó thì đội vừa mới thành lập, công tác huấn luyện chiến đấu chưa được nhiều, vũ khí lại thô sơ, cả đội có mấy chục khẩu súng, mỗi khẩu súng chỉ có 20 viên đạn. Chính vì thế mà giải bài toán đó như thế nào là một điều cực kỳ khó. Đánh ở đâu, đánh như nào cho vừa sức, mình phải tính toán cực kỳ tỉ mỉ. Đánh chỗ vớ vẩn quá thì không đủ sức để truyền thông thuyết phục bà con, mà đánh chỗ mạnh quá để thua thì tuyệt đối không được, mất hết uy tín của đội. Chính vì lý do đó mà ta đã chọn đánh vào đồn của địch nằm trong địa bàn hoạt động của mình. Bởi những nơi như thế, mình sẽ tận dụng được sự giúp đỡ của người dân, từ việc ăn uống đi lại cho đến việc lấy thông tin của địch. Địa điểm mình đã xác định được một cách tổng quát, điều phải lôi ra bàn bạc tiếp theo đó là đánh như nào. Mình sẽ đánh phục kích một toán quân nhỏ đi tuần tra hay là đổ bộ thẳng vào doanh trại của địch. Ưu điểm của đánh phục kích là dễ đánh, thế nhưng nó lại có một nhược điểm, đó là muốn đánh được thì phải chờ đợi một thời gian rất dài để theo dõi, để quan sát, chờ thời cơ mới có thể đánh được. Như vậy thì rất khó để có thể triển khai được nhiệm vụ mà bác đã đề ra, đó là hoàn thành trong vòng một tháng. Cùng với đó thì ngày ấy Pháp rất khinh Việt Nam mình, thế nên mỗi binh lính đi tuần của nó chỉ cho có 5 đến 10 viên đạn mà thôi. Bây giờ phục kích đánh đội đó vừa mất thời gian mà súng đạn mình thu về lại không được nhiều. Chính vì những nhược điểm đó mà ta chỉ còn nước là đánh đổ bộ thẳng vào doanh trại của địch. Mặc dù là khó hơn, thế nhưng để đem ra truyền thông thì sẽ hoành tráng hơn. Và đặc biệt hơn nữa là đánh xong trận đó, ta chiếm được vũ khí thì việc mở rộng ra để đánh những trận tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chiến lược là đã có, thế nhưng bây giờ đi vào chi tiết hơn thì mới là thứ đau đầu. Có tận 3 đồn của địch, đó là đồn Na Bao, đồn Na Ngân và đồn Khai Phát. Vậy thì đánh vào đồn nào trước và đánh thì đánh như thế nào? Sau khi nghe thông tin báo về từ các đồng chí ở dưới, bác Giáp đã có những phân tích rất sắc sảo rằng đồn Na Bao đóng ở trên đồi tương đối xa dân. Nếu đánh ở đấy, nó khủng bố thì chắc cũng có nhưng ít hơn. Nhưng đánh ở đấy thì khó nắm bắt được tình hình của địch. Còn đồn Na Ngân, chúng nó đóng ở trong nhà dân, cơ sở quân chúng tốt, ta biết được tình hình địch ra vào như nào, nhưng lực lượng ở đây quá mạnh về quân số và cả về trang bị. Đồn Khai Phát thì thuận lợi hơn rất nhiều, cơ sở quân chúng của ta ở đó rất vững, tình hình địch thì ta lại biết rõ, tấn công cũng dễ mà rút lui cũng dễ. Tưởng chừng như mọi thứ đến đó là xong, địa điểm để mình đưa quân xuống đánh đã rõ ràng. Thế nhưng lúc này, quân ta lại vấp phải một rào cản, đó là đồn Khai Phát
vốn lại là nhà của đồng chí Nông Văn Lạc, người được coi là cánh tay phải của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc tổ chức thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đồn Phai Khắt thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ngày nay. Lúc đầu Pháp kéo về đó định đóng quân ở đồn Pác Cáp, thế nhưng vì không có nhà ở nên nó kéo xuống làng và chiếm nhà của đồng chí Nông Văn Lạc. Ngày đó, chúng còn cẩn thận bắn đạn vào từng gạch nhà ông, đạn không xuyên thủng tường, chúng mới yên tâm vào ở. Đánh đồn Phai Khắt bây giờ, phần thắng thì nằm chắc trong tay rồi, thế nhưng chẳng may địch bắt được ai đó rồi tra tấn, có người không chịu được lại khai hết ra, thì địch sẽ tàn sát cả gia đình nhà ông Lạc. Liệu rằng ông có chấp nhận được điều đó hay không? Sau khi được bác Giáp hỏi câu này, ông Nông Văn Lạc đã quả quyết khẳng định luôn, đây là nhiệm vụ của cách mạng giao, nên dù có tổn thất cả gia đình mà thu được thắng lợi cho cách mạng, thì ông cũng quyết tâm thực hiện. Được sự ủng hộ của đồng chí Nông Văn Lạc, bộ đội ta đã bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho trận đánh vào đồn này. Địa điểm giờ đã rõ ràng, vậy còn thời gian thì mình sẽ đánh vào lúc nào? Để thuận lợi cho việc tấn công và rút lui, tránh sự đáp trả, thì ban chỉ huy đã quyết định tấn công vào lúc 5 giờ chiều. Đây là thời gian mà trời còn sáng, việc di chuyển vào đồn để đánh rất dễ dàng. Hơn thế nữa, khi đánh xong thì trời cũng đã tối. Nếu bọn Việt gian có báo lên trên huyện Nguyên Bình thì cũng phải sáng hôm sau nó mới có thể điều binh lính tới kịp. Trong đêm hôm đó, ta đã có thể thu dọn chiến trường, khuân được hết đống vũ khí đạn dược để rút lui rồi. Thời gian địa điểm như thế là xong. Bây giờ việc tiếp theo cần phải làm đó là làm sao để lấy được thông tin sơ đồ sắp đặt của đồn Khai Phát, xem bố trí kho đạn, nơi để súng, lương thực, chỗ ăn chỗ ngủ, giờ giấc sinh hoạt của quan Tây và bọn binh lính như nào để mình còn lên phương án đánh cho chắc chắn nhất. Ngày đó, mặc dù mới 12 tuổi, thế nhưng bé Hồng đã được đội rất tin tưởng giao phó cho trách nhiệm này. Hàng ngày, em vẫn mang gà và rượu vào cho bọn quan ở trong đồn. Ai cũng nghĩ em còn nhỏ, không làm được trò trống gì, thế nên cũng chẳng có chút nào đề phòng cả. Em đi lại thăm dò được hết tất cả các ngõ ngách của đồn, hóng hớt được đủ các chuyện mà bọn địch nói với nhau. Chính vì thế mà thông tin em báo về đều chính xác tuyệt đối. Giờ giấc sinh hoạt, sơ đồ bố trí của đồn, chỗ nào là kho đạn, chỗ nào là ăn ngủ, các ca gác được đổi lúc mấy giờ, mọi thứ đều được vẽ ra rất chi tiết. Lúc này, đội của ta bắt đầu lên kế hoạch cải trang thành một toán lính ở huyện đi tuần, về xã kiểm tra xem công việc như thế nào. Vào được đồn thì việc đầu tiên mình làm đó là chiếm kho súng, sau đó kêu gọi địch ra đầu hàng, tên nào ngoan cố lúc đó mình mới ra tay tiêu diệt. Để thuận tiện cho việc đột nhập vào đồn của địch, bác Giáp đã qua cơ quan in báo Việt Nam Độc Lập, mượn cái máy đánh chữ, đánh mấy tờ giấy đi tuần. Các đồng chí trong đội còn dùng một củ khoai trổ một con dấu cực khéo, đóng đỏ chốt bên cạnh chữ ký của giấy. Thời buổi đó, những tờ giấy đánh máy như thế rất có giá trị, thế nên địch sẽ chẳng có gì nghi ngờ cả. Đúng 17 giờ ngày 25 tháng 12, theo như kế hoạch đã định, một số người của ta đã được phân công canh gác, còn lại được chia làm hai nhóm tiến vào bản. Trước khi vào đồn, mình còn cẩn thận cho một đồng chí là người quen của bọn lính vào kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Mọi thứ không có gì thay đổi, đoàn ta bắt đầu tiến vào. Đồng chí Thu Sơn mặc bộ kaki, đóng giả làm đội trưởng, cầm khẩu tiểu liên đi đầu vào thẳng cửa đồn quát tháo với giọng hách dịch, cứ như kiểu mình là sếp trên của bọn nó thật. Chúng ta đang đi tuần, quan đồn có nhà không? Bọn lính trong nhà, đứa nào đứa đấy cũng sợ xanh mặt, lẩm bẩm báo cáo rằng quan Tây không có nhà. Được đà, đồng chí Thu Sơn lại lên giọng, quan Tây đi vắng thì chúng mày phải canh gác cho cẩn thận vào. Vừa nói, đồng chí vừa giơ tờ giấy có đóng dấu đỏ cho bọn lính gác xem, đường hoàng tiến vào đồn. Lúc này, tiểu đội 1 nhanh chóng tiếp cận kho súng, tiểu đội 2 tiến vào bao vây nhà ở của bọn lính. Lính trong trại lúc đó, đứa thì đang ăn cơm, đứa thì đang thu dọn quần áo, đứa thì quét nhà sửa hàng rào. Đồng chí Thu Sơn hô lớn, rát sang bờ lơm anh, tiếng Pháp có nghĩa là tập hợp. Đây là khẩu hiệu ra lệnh cho bọn binh lính tập hợp để đón quan huyện đi tuần. Tất cả bọn lính cứ tưởng quan huyện đến thật, lon ton bỏ hết các thứ, chạy ra tập hợp giữa sân. Cả đội lăm lăm chĩa súng vào bọn lính địch. Lúc này thì đồng chí Thu Sơn hô lớn, chúng tôi là quân cách mạng, anh em đầu hàng sẽ không bị giết. Giơ tay lên, bị bất ngờ không kịp trở tay, cả bọn buộc phải đầu hàng. Cả đám lính đã nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi. Lúc này người của mình trong tổ canh gác cách đồn 3 km đã phóng ngựa tới báo tin đồn trưởng Shimono đang đi ngựa trở về. Theo sau thằng đồn trưởng này có mấy thằng lính nhưng không hề mang súng. Ngay lập tức bác Giáp đã ra quyết định rất nhanh để tóm gọn nốt tên đồn trưởng. Bác ra lệnh một bộ phận đưa tất cả bọn binh lính bị bắt ra phía sau đồn, bắt bọn nó phải ngồi im. Các anh em khác thì thu dọn vũ khí đạn dược, chiến lợi phẩm vào nơi kín đáo để ẩn nấp. Một tổ khác thì mai phục ngay ở dưới mái hiên chuồng ngựa, vì thằng đồn trưởng đi ngựa về kiểu gì cũng phải buộc ngựa ở chuồng. Đợi khi nó vào tận nơi sẽ chĩa súng buộc đầu hàng, nếu chúng cự mình sẽ tiêu diệt.
Kịch bản được bác Giáp dự đoán không sai một ly. Tên đồn trưởng cưỡi con ngựa chạy thẳng vào chuồng, chưa kịp cất đi thì đã có tiếng hô giơ tay lên. Tiếng hô chưa dứt thì đồng chí Võ Văn Luận đã nổ súng bắn luôn tên đồn trưởng chết tại chỗ. Tiếp theo, đồng chí Lương Văn Ích cũng nổ một phát súng khuyến mại bắn chết luôn con ngựa. Trận đầu ra quân với chỉ vòn vẹn 30 phút, chúng ta đã tiêu diệt được toàn bộ quân địch, khiến bà con trong bản ai cũng vui mừng khôn xiết, không có từ nào có thể diễn tả được. Cả đội thu dọn chiến trường không để lại bất cứ một thứ gì, lợn gà chăn màn bát đĩa, tất cả được đem phân phát cho người dân. Chỉ tiếc trong trận đó, đạn dược là thứ mình cần nhất, thế nhưng bọn địch ở đồn này nó chỉ trang bị cho mỗi khẩu súng khoảng từ 40 đến 50 viên đạn. Chính vì thế mà số lượng mình thu được không nhiều. Trước khi rút đi, mình đã để lại trước cửa đồn một mảnh giấy viết bằng tiếng Pháp: chúng tôi đã cùng Việt Minh đi đánh Nhật rồi, để chẳng may đội tuần tra có đi qua thì chúng nó cũng chả nghi ngờ gì về việc đồn này đã bị tập kích và đã bị đánh sập bởi bộ đội của ta. Lúc đó nó sẽ chẳng mảy may nghĩ gì đến chuyện kêu gọi các đồn khác tập trung canh phòng, chỉ có như thế thì các trận sau mình mới dễ đánh hơn. Cả đội rút đi luôn trong đêm, tìm chỗ nghỉ ngơi, chấn chỉnh lại đội ngũ, kiểm điểm rút kinh nghiệm rồi chuẩn bị cho trận đánh vào đồn Na Ngân, trận đánh lừng lẫy thứ hai của ta kể từ ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Na Ngân là một địa điểm khó đánh hơn đồn Phai Khắt rất nhiều bởi lực lượng của địch được trang bị cực tốt về vũ khí, cùng với đó thì quân số lại rất đông, chưa kể số lượng đạn dược mình thu được sau trận đánh đầu tiên lại không nhiều. Vậy phải làm cách nào để có thể hạ gục tiếp được đồn này, không thể để cho mọi người chờ lâu hơn nữa. Chắc chắn là 7 ngày sau sẽ có hẹn gặp tất cả anh em vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ đấy nhá. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để em đạt được 1 triệu sub đấy nhé. Bốn đời bán áo bán quần, đến em xin được một lần tắt tay. Gói ghém em gửi sếp ngay, cả giỏ áo tất quần này quần kia. Sếp khỏi dậy sớm thức khuya, 1-2 phút đặt đợi về mặc luôn. Nếu ngại mua sắm quần áo, hãy để Coolmate lo cho bạn từ A đến Z. Truy cập ngay vào đường link ở phía dưới phần mô tả để sắm cho mình tủ đồ ưng ý nhất. Nhớ nhập code Tuấn Tiền Tỷ 30 để được giảm 30.000 cho hóa đơn từ 350k trở lên đấy nhé.